Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em một cái bài số 4 và chúng ta đã biết cách tính xác suất của một số trò chơi đơn giản, phải không? Về tung đồng xu hoặc là một cái vòng quay cái 8 ô ấy, với lại là tổng. Nói chung là chúng ta cứ biết tổng số phần tử và để chúng ta tính xác suất của biến cố đó thì chúng ta chỉ việc đếm cái kết quả thuận lợi xảy ra cho biến cố đó thì chúng ta chia cho cái tổng đó là ok, được chưa? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bằng bài số 5, cũng là xác suất thực nghiệm của một số biến cố trong một số trò chơi đơn giản. Ở đây là sau khi tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, bạn Thảo đếm được mặt N xuất hiện 8 lần. Xác suất thực nghiệm của biến cố ngẫu nhiên mặt xuất hiện đồng xu của mặt N là bao nhiêu? Xác suất thực nghiệm đó có mối liên hệ gì với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trên? Còn nào? Như vậy ở đây là gieo là bao nhiêu em? 15 lần. Đây chính là cái gì? Đây chính là cái tổng. Không? Trong đó là mặt N này 8 lần thì chứng tỏ cái xác suất này sẽ là 8 phần 15. Phải không? Đấy. Xác suất thực nghiệm đó có mối liên hệ gì với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trên? Thì bây giờ chúng ta học và chúng ta sẽ biết ở phần này nha. Ta sẽ đi sang phần thứ nhất này. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi tung đồng xu. Rồi, ta đi sang phần thứ nhất, đó chính là khái niệm. Khái niệm sau khi tung đồng xu 20 lần liên tiếp, nhưng mà cái này đây chính là gì? Đây chính là cái tổng này. 20 lần liên tiếp đây chính là cái tổng. Bạn Thảo kiểm đếm được mặt N xuất hiện là 11 lần. Biết tỷ số đồng xu mình trong tổng đồng xu thì đây chính là gì? Đây chính là 11 phần 20. Được chưa? Đây nha, hoạt động 1 nè. Qua về. Đúng nghe, à. Rồi. Xong. Chúng ta có nhận xét này, cái tỷ số số lần xuất hiện mặt N tổng 11 ở lớp 6 gọi là xác suất thực nghiệm. Xuất hiện mặt N rồi. Phần này chúng ta ghi thầy phần này vô. Phần liên tiếp này vô nè. Xác suất thực nghiệm biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt N khi tung đồng xu nhiều lần. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy số mặt xuất hiện của N chia cho tổng đồng xu số lần tung. S cũng vậy, chia cho tổng. Vậy thôi ha. Như vậy thì phần này chúng ta ghi vô nha. Ví dụ như thầy làm ví dụ thầy tung 30 lần này, 30 lần. Tung 30 lần thì N của chúng ta đây là cái tổng là cái phần này. Ví dụ thầy nói trong đó cái mặt S này xuất hiện là 18 lần, ví dụ thế thì chúng ta sẽ lấy là 18 chia cho 30. Cái này rút gọn được thì chúng ta rút gọn thôi. Như vậy đây chia 2. Ở đây chia 2 thì nó ra được là 9 phần 15. Đó. Chúng ta phải đưa về phân số tối giản em nha. Ví dụ 18 phần 30 thì chúng ta đưa về 9 phần 15. Được chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo nha. Ta đi sang ở phần tiếp theo, ví dụ 1. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố mà xuất hiện đồng xu là mặt N trong mỗi trường hợp sau. Tung đồng xu ở xu ở đây là 30 lần thì chứng tỏ N đó là 30 nè. Người là tổng á, tổng là 30, có 17 lần xuất hiện, như vậy nó sẽ là 17 phần 30. 27 14 thì nó sẽ là 14 phần 27. Đấy. Tung một đồng xu. Đọc không kỹ đề chỗ đây ha, có 14 lần xuất hiện là mặt S thì nó sẽ có 13 lần xuất hiện là N. Như vậy nó sẽ là 13 phần 27 nha. Đọc không kỹ đề. Dính chuẩn được không? Ôi trời ơi, tiếp tục do nhanh quá. Thôi nhanh. Thầy sẽ làm cho em phần này. Nếu tung một đồng xu 40 lần liên tiếp này. Thầy tóm tắt này, 40 lần liên tiếp đúng không? Là cái tổng này. Có 19 lần xuất hiện mặt N. N chúng ta là 19 lần. Thì xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện đồng xu là mặt S là bao nhiêu? Trời, nếu em mà nói 19 phần 40 là em sai ngay. Tại vì mặt S của chúng ta là nó sẽ bằng là cái tổng trừ cho mặt N là 19 ở đây. Có đúng không? Tại vì có 19 lần là xuất hiện mặt N thì còn lại thì nó sẽ là mặt S. Nhưng ở đây người ta yêu cầu các em là mặt xuất hiện của đồng xu đây
tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S chứ không phải là mặt N. Nếu ở đây người ta sửa là N thì chúng ta sẽ ghi là 19/40. Nhưng ở đây nó là mặt S thì nó sẽ là 21/40. Em hiểu không? Ok, được chưa? Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi này, em ghi là chỗ đây, từ chỗ đây nha, xác suất thực nghiệm của biến cố mặt bằng xu là, em bỏ từ bao nhiêu lên, ghi là, đó chính là 21/40. Còn để giải thích tại sao mà ra số 21 đây thì người ta giải thích cho giáo viên hiểu là tại vì tổng số lần người ta là 40, trong đó mặt N người ta là 19 thì còn lại mặt S nó sẽ là 21, bằng cách lấy 40 trừ cho 19 thì bằng 21. Hiểu chưa? Vậy đó. Xong luyện tập 1 nha. Ta đi sang phần 2 này. Cái phần 2, mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất biến cố đó khi số lần thực hiện rất lớn. Đọc kỹ nội dung xong. Bá tước, ở đây là một người khoa học. Ông đã thí nghiệm việc tung đồng xu nhiều lần và thu được kết quả xong. Số lần tung, các em thấy số lượng rất lớn luôn, số lần mặt N xuất hiện này, thì cái xác suất thực nghiệm biến cố thì ông sẽ lấy N thì ông lấy này chia này, coi thử chia ra thử biết ngay gì đâu. Có phải ông lấy 2048 chia cho 4040 đây, đúng chưa? Hãy kiểm tra đây nữa thì các em sẽ lấy này chia này, lấy này chia này, gần như là 50-50 đúng không? 50-50 tiến gần tới 0,5. 0,5 nghĩa là bằng 50% á, nghĩa là bằng 50 á, nghĩa là cái xác suất của mặt S và N là gần như, chúng ta làm càng nhiều thì nó ra gần như là tương đương nhau, nghĩa là mỗi thằng là 50%, nghĩa là bằng 0,5. Hiểu chưa nào? Ta ghi này phần này vô. Trong trò chơi tung đồng xu, khi số lần tung càng lớn thì xác suất thực nghiệm biến cố mặt xu là N hoặc là mặt S thì ngày càng gần với xác suất của biến cố đó. Và nếu như mà xác suất nào mà nó bằng 1 á, nghĩa là chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Khi nó tiến tới 1 thì chắc chắn sẽ ra, tại sao? Tại vì số 1 này nó chính là bằng 100%, nghĩa là 100% chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ví dụ như thầy lấy ví dụ này, ví dụ trong đây trong hộp này có 10 viên bi đỏ đây. Người ta yêu cầu các em tính xác suất để lấy ra được một viên bi đỏ thì chắc chắn là 100% sẽ lấy ra được bi đỏ, tại vì nó toàn bộ là bi đỏ mà, em hiểu không? 100% là như vậy. Ok, ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nha. Những phần này các em đọc cùng thầy nha. Phần ví dụ 2 này, đọc nhiều quá nó mệt và nó mỏi em, mỏi mồm. Ta đi sang phần 2 la mã này. Phần 2 la mã này đó chính là gì? Đó chính là xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc. Đây, xúc xắc thầy đã chuẩn bị rồi. Có mấy mặt? 6 mặt, mặt 1 này, mặt 2 này, mặt 3 này, mặt 4 này, mặt 5 này và mặt 6 này. Như vậy tổng ở đây là 6 mặt đúng không? Có 6 mặt. Đây, mọi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Rồi, đây sang phần khái niệm này. Sau khi gieo ngẫu nhiên xúc xắc 20 lần liên tiếp, như vậy tổng của chúng ta ở đây là bao nhiêu? Đó chính là 20. Tổng này 20 lần liên tiếp. Vinh kiểm đếm được mặt 1 chấm xuất hiện là 3 lần. Mặt 1 chấm là cái mặt này này. Đây, mặt một chấm này sau khi mà thầy tung, thầy gieo lên là 20 lần, cứ tung lên như này là một lần, thì khi đó mấy mặt kia thầy không quan tâm, nhưng thầy chỉ quan tâm là nó sẽ xuất hiện cái mặt một này là 3 lần, em hiểu không? Mặt một này là 3 lần. Viết tỷ số số lần xuất hiện mặt một và tổng số chấm thì nó sẽ là 3/20, nó sẽ là 3/20, em hiểu không? Đấy, ok. Vậy thôi, rất là dễ ha. Rồi xong ha, 3/20. Nhận xét tỷ số số lần xuất hiện
mặt 1 chấm và tổng số lần gieo xúc xắc là 3/20. Ở lớp 6 chúng ta gọi nó cũng chính là xác suất thực nghiệm. Rồi chúng ta sẽ ghi lại phần này vô. Xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện xúc xắc là mặt k chấm. Cái k này là nó sẽ nằm trong khoảng từ 1 tới 6. Nghĩa nó có khả năng bằng 1 và nó cũng có khả năng bằng 6. Khi gieo xúc xắc nhiều lần bằng, ở đây k này chúng ta cũng có thể viết như này, lớn hơn 0 và nhỏ hơn 7 cũng được, nghĩa nó sẽ từ 1 tới 6. Còn không các em viết như này cũng được. Cách viết này cũng đúng và cách viết này cũng đúng các em nha. Khi gieo xúc xắc nhiều lần bằng này, số lần xuất hiện mặt k chấm, tổng số lần gieo xúc xắc. Ví dụ trên đây là mấy lần gieo, trên đây có 20 lần gieo này, thì đây chính là tổng số lần gieo xúc xắc là 20 này, đúng không? Còn số lần xuất hiện mặt k chấm nghĩa là số lần xuất hiện, nghĩa là chúng ta có 3 lần xuất hiện mặt 1 chấm thì nó sẽ là 3/30. Vậy thôi. Ví dụ này, gieo xúc xắc 30 lần liên tiếp, như vậy tổng ra là 30 này, có 5 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện của 6 chấm thì nó sẽ là 5/30. Vậy đó, rất là dễ. Ta đi sang phần luyện tập 2 này. Gieo xúc xắc 30 lần, đây chính là cái tổng, đây chính là cái tổng trên cái công thức này này. Có 4 lần xuất hiện mặt 2 chấm. Tính xác suất mặt thực hiện biến cố thì nó sẽ là gì? Nó chính là 4/30. Thì chúng ta rút gọn trở thành là 2/15. Chúng ta ghi ở đây, bỏ từ tính ở đây, ta ghi là xác suất là mặt 2 chấm là đó. Vậy đó, hiểu chưa? Lấy câu hỏi người ta làm câu trả lời của mình. Ghi từ chỗ này nè, xác suất cái đó được nhiều đó, ok, là 4/30 trở thành 2/15 ha. Xong, ta sẽ đi sang trang tiếp theo nha. Mấy này dễ nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần 2. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất biến cố đó với khi số lần thực hiện rất lớn. Tương tự như tại trên đồng xu người ta chứng minh được ra này. Chúng ta ghi này bằng này vô. Càng lớn thì xuất hiện nghiệm biến cố ngày càng gần với xác suất của biến cố đó. Được chưa? Ví dụ 4 này. Ta đọc ra hiểu không? Dễ không em? Rất là dễ, không khó gì hết á. Ta đi xem phần 3 là mã này. Đây là mã. Ta đi sang ở phần 3, đó chính là xác suất thực nghiệm của một biến cố trong trò chơi tròn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng. Thầy lấy ví dụ như này các em dễ hình dung này. Ví dụ như ở đây thầy có 3 quả bóng này, quả bóng màu xanh, màu bóng màu vàng, rồi quả bóng màu cam này, ví dụ thế. Ở trong đây tổng ta là 3 quả. Bây giờ thầy yêu cầu chọn một quả vàng. Một quả vàng thì xác suất của nó sẽ là 1/3. Hoặc là ví dụ thầy yêu cầu chọn một quả xanh thì nó sẽ xuất cũng là 1/3. Em hiểu không? Đấy. Hiểu chưa? Vậy rồi rất là dễ nghe. Từ một nhóm đối tượng. Bây giờ nghĩa là chúng ta học, chúng ta hình dung ra chúng ta đang học cái gì. Và nhớ là chúng ta về phần làm bài tập, chúng ta phải đi tìm cái gì cái đã. Nhớ lúc nào chúng ta phải đi tìm cái tổng. Nha. Ok. Ta đi sang phần 1 khái niệm. Ta đi sang hoạt động 4. Một hộp có một quả bóng màu xanh, một quả bóng màu đỏ và một bóng màu vàng. Như vậy trong trong cái hộp này có mấy? Có mấy quả? 1, 2, 3 quả. 3 quả đúng không? Kích thước là như nhau nha, chứ không phải quả to quả nhỏ cái. Dù quả xanh thì to, quả vàng thì nhỏ, không phải. 3 quả là kích thước như nhau và đồng chất. Hiểu chưa? Nghĩa là cũng nặng là như nhau á, nặng nhẹ là như nhau, chứ không không được là một anh nặng một anh nhẹ, cứ thò tay vô thấy anh này nặng, đây quả đỏ, anh này nhẹ, đây là quả vàng, không được. Nó phải là như nhau. Khi chúng ta tính xác suất và làm cái phần mà xác suất thì cái tất cả nó đều phải là đồng chất và như nhau. Các em nhá. Mỗi lần bạn Châu lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Sau 20 lần, đây, sau 20 lần thì tổng ta 20 này. Đây chính là cái tổng này. Hiểu không? Bạn Châu kiểm đếm được quả bóng màu xanh xuất hiện 7 lần. Xanh này. Màu xanh 7 lần. Viết tỷ số xuất hiện quả bóng màu xanh và tổng số lấy được bóng thì nó sẽ là 7/ 7/20. 7/20. Đó. Cũng cũng cái câu hỏi này nha. Các
Cái này thì dễ rồi, 7 phần 20. Cũng câu hỏi này, người ta lại hỏi như này nè: viết tỷ số số lần xuất hiện quả bóng của màu màu đỏ và màu vàng. Thầy đố các em là xác suất là bao nhiêu? 20 lần. 20 lần thì trong đó có 7 lần là màu xanh. Chắc chắn còn lại nó sẽ là gì? Khi em lấy 20 trừ 10, 17 trừ 7 là bằng 13, còn lại chắc chắn là của vàng với lại là đỏ. Nếu cũng đề bài này, thầy yêu cầu các em tính xác suất mà để lấy được quả vàng và quả đỏ là bao nhiêu, thì nó sẽ là 13 phần 20. Thì câu này hơi nâng cao hơn một xíu, nghĩa là chúng ta suy nghĩ chiều ngược lại. Tổng ta là 20, trong đó 7 ta là xanh, thì còn lại chắc chắn sẽ là vàng và đỏ. Bao nhiêu vàng bao nhiêu đỏ thầy không cần biết, nhưng còn lại chắc chắn sẽ là vàng và đỏ. Hiểu chưa? Đấy. Ok. Thuật phần xác suất này người ta giỏi, cái trình độ người ta nâng cao lắm các em nha. Thằng này các em đọc EC, cái tiến trình người ta viết đó EC của hai thằng kia kìa. Như vậy thì xác suất thực nghiệm này, người ta lấy số lần đối tượng A được chọn ra, tổng số lần được chọn. Ok. Chúng ta sẽ đi sang ví dụ 5. Phần này chúng ta đọc cùng thầy. Được chưa? Ở đây nè, cũng như vậy. Trong 45 lần, đây tổng nè. Tổng nè. Quả bóng màu xanh xuất hiện 15 lần nè. Màu đỏ là 14 lần. Tính xác suất màu vàng. 45 lần. Trong đó là 15 lần là đỏ. Đúng không? Màu xanh. Xanh. 14 lần là đỏ. Còn lại chắc chắn là sẽ là vàng. Như vậy các em sẽ lấy 45. Tại vì vàng ở đây chưa có cái số lần, thì chúng ta lấy 45 trừ cho 15 và trừ cho 14, thì kết quả đây là 16. Như vậy vàng đây sẽ là 16 lần. Chúng ta sẽ lấy 16 chia 45 này. Nên đừng hỏi tại sao có số 16 này nha. Hiểu chưa? Ok chưa? Thầy giảng luôn ví dụ 5 để các em hiểu. Ta đi sang phần luyện tập 3 nha. Một hộp có 10 chiếc thẻ. Như vậy tổng ta là 10 này. Đây chính là tổng này. Đọc vô là người ta sẽ xác định được nó chính là cái tổng lên. Trong các số nguyên dương không vượt quá 10, nghĩa là từ 1 tới 9 đúng không? Các số nguyên dương mà không vượt quá 10 thì từ 0 tới 9 nhé. Thì loại từ 0 tới 9 thì 10 thể nhé. Đúng không? Nhìn ở đây, hai thể khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp sau 40 lần. 40 lần, cái này mới là tổng là cái này. Cái này tổng chứ không phải 10 thẻ trên kia là tổng. Cái này tào lao. 10 thẻ đây là nghĩa là đánh số là từ 0 tới 9 gọi là 10 thẻ thôi. Cái này là thẻ. Còn quan trọng là số lần là tổng là bao nhiêu đây. Sau 40 lần đây chính là tổng này. Tổng ta đây là 40 lần này. Lấy thẻ liên tiếp thì ghi số 1 được lấy ra 3 lần. Nghĩa là thẻ từ 0 tới 9 thì trong đó thẻ số 1 này lấy ra 3 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố thì lấy ra số 1 thì nó chính là 3 phần 40. Trời ơi cái này dễ quá vậy. Đúng không? Chúng ta bỏ từ tính đi. Em ghi là xác suất là đó chính là 3 phần 40. Được chưa nào? Rất là dễ luôn. Được em. Dù như cũng cái đề bài đấy, người ta hỏi ngược như này nè: tính xác suất thực nghiệm của biến cố thì lấy ra không phải là số 1. Không phải là số 1. Nếu mà số 1 là 3 lần thì thầy đố em không phải là số 1 thì nó sẽ là bao nhiêu lần? Nó sẽ là em lấy 40 trừ cho 3 thì nó sẽ là 37 lần. Như vậy nếu như mà tính xác suất thực nghiệm của biến cố thì lấy ra không phải là số 1 thì nó sẽ là 37 phần 40. Chúng ta phải hiểu như vậy, hiểu ngược như thế nha. Những cái bài nâng cao nhiều giáo viên có thể hỏi như thế cũng hơi xoắn não một chút, nhưng mà thầy nghĩ nếu mà thầy trên lớp mà thầy dạy các em trực tiếp á thì thầy sẽ hỏi như vậy. Rồi ok, về cái mối liên hệ xác suất ở đó thì phần này chúng ta đọc thôi nha. Rồi nha, chúng ta đọc, ta xem thầy ví dụ 6 luôn, được chưa? Về phần bài tập thì trong đây nó có 4 bài nha, thì em sẽ làm giùm thầy ở trong 4 bài này. Thầy sẽ làm cho em trong clip sau các em nhé. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em.
bên Đài Loan như thế nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok, Hòa Lan đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.